Man City bước vào FIFA Club World Cup sau chuỗi trận nghèo nàn tại ngoại hạng Anh. Thế nhưng đội bóng của Pep Guardiola đã trở thành đẳng cấp vượt trội của mình so với những nhà vô địch của các châu lục khác. Man City đã đánh bại Fluminense rất đậm trong trận chung kết để có lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Nhà vô địch Champions League có khởi đầu vô cùng thuận lợi trong trận chung kết khi Julian Alvarez ghi bàn thắng với tỷ số ngay giây thứ 40. Đến phút thứ 27, Man City có bàn nhưng đôi cách biệt khi hậu vệ Nino của Fluminense lóng ngóng đá phản lưới nhà trước sức ép của Foden. Cũng chính Foden là người ghi bàn thắng thứ 3 cho Man City khi có tình huống thoát xuống từ đường chọc khe của Alvarez để dứt điểm hạ gục thủ thành Fabio ở phút 72. Bữa tiệc bàn thắng kết thúc vào phút 88 với cú dứt điểm hiểm hóc của Alvarez, người đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết với 2 bàn thắng cùng 1 lượt kiến tạo. Chiến thắng này giúp Man City có được cú ăn năm để khép lại năm 2023 thành công rực rỡ, đồng thời trở thành đội bóng Anh thứ tư sau Man United, Chelsea và Liverpool giành được FIFA Club World Cup. Việc đi đầu đầu bán Al-Hilal bỏ xa khiến Al-Nassr buộc phải thắng liên tục để hy vọng rút ngắn cách biệt với lợi thế sân nhà. Al-Nassr để nhanh nhịp độ ngay từ những phút đầu, họ hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, những cơ hội đội bóng áo vàng tạo ra không thể làm khó được thủ môn Victor. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì Alex Telles đã lên tiếng ở phút 43. Bước vào hiệp 2, Al-Nassr vẫn dồn lên tấn công. Phút 59, Ronaldo đánh đầu kiến tạo thuận lợi cho Brozovic dứt điểm cận thành nhưng đội cách biệt cho đội chủ nhà. Phút 73, Sadio Mane có tình huống rê bóng ấn tượng trong vòng cấm. Hậu vệ Khatib bên phía Al Ettifaq để bóng chạm tay và trọng tài không ngần ngại thổi penalty cho đội chủ nhà. Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng thứ 51 trong năm 2023. Đội khách chỉ kịp có được bàn danh dự ở phút 85 do công của cầu thủ vào sân thay người Al Kuwaikibi. Tỷ số 3-1 cũng được giữ đến cuối trận. Với chiến thắng này, Al Nassr có được 40 điểm sau 17 trận, kém Al Hilal 10 điểm nhưng lại thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận. Harry Kane luôn là mục tiêu hàng đầu của Erik ten Hag. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan cùng các cộng sự tại Man United đã bỏ lỡ mất cơ hội chiêu mộ tiền đạo người Anh vì quyết định ký hợp đồng với Casemiro trước đó. Theo nguồn tin nội bộ của câu lạc bộ cũng như The Athletic, mọi kế hoạch chiêu mộ Harry Kane buộc phải gác lại vì nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính cũng như khó gánh được lương bổng dự kiến rất cao của tiền đạo này. Điều này một phần do họ đã đầu tư 60 triệu bảng kèm 10 triệu bảng tiền thưởng tùy thuộc vào phong độ cũng như thành tích cá nhân của Casemiro cùng với mức lương rất lớn để lôi kéo tiền vệ người Brazil vào mùa hè 2022. Vì vậy, sau khi chiêu mộ Casemiro và phải chi trả mức lương khổng lồ, Man United đã không thể mua thêm Harry Kane. Sau giữa hè 2022, Man United chọn Casemiro vì họ cần tác động ngay lập tức ở khu vực giữa sân. Ngoài ra, ngay trong năm đầu tiên, Ten Hag đến Old Trafford, hầu hết các kế hoạch chuyển nhượng được thiết lập nhanh chóng để đảm bảo lực lượng cho huấn luyện viên người Hà Lan. Tâm điểm đáng chú ý nhất của vòng 18 Premier League cuối tuần này là cuộc so kè giữa Liverpool và Arsenal tại sân Anfield. Trận chiến này rất được mong chờ bởi Arsenal đang dẫn đầu và xếp hạng với 39 điểm. Liverpool đứng ngay phía sau với 1 điểm ít hơn. Trước trận đấu này, Jurgen Klopp tỏ ra rất thận trọng. Ông đã gọi Arsenal là đội bóng siêu mạnh và dành nhiều lời có cánh cho đội bóng phía Bắc London. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đội siêu mạnh. Họ đã chơi cực tốt ở mùa trước và ở mùa này họ còn tốt hơn. Họ đã mang về nhiều cầu thủ hàng đầu và hiện cũng trở thành một đội bóng hàng đầu. Arsenal đã vượt qua vòng bảng Champions League rất dễ và hiện cũng đang chơi cực kỳ ổn định tại Premier League. Tôi không rõ lý do gì khiến họ để mất chiếc vô địch ở mùa trước. Tôi vẫn nhớ màn đụng độ giữa chúng tôi và Arsenal tại Anfield mùa trước. Họ đã chơi rất xuất sắc khiến chúng tôi phải vất vả giành kết quả hòa. Họ là một đội bóng mạnh. Bạn có thể thấy họ đã tạo nên bước tiến mạnh mẽ của từng năm. Tôi rất tôn trọng những đối thủ như vậy. Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Inter Miami đã xác nhận chiêu mộ thành công Luis Suarez. Đội bóng của Mỹ đã thông qua bản hợp đồng 1 năm với chân sút 36 tuổi kèm tùy chọn thêm 1 năm. Trước khi chốt được hợp đồng, Inter Miami đã đạt thỏa thuận miệng với Luis Suarez cách đây 1 tháng. Cựu tiền đạo của Barcelona sắp gia nhập Inter Miami thời gian chủ nhân tự do. Khi chia tay Gremio, trang chủ của Inter Miami đã xác nhận thương vụ này. Như vậy, Suarez sẽ tái hợp với người bạn thân và cũng là đồng đội cũ Leo Messi. Chân sút người Uruguay được kỳ vọng sẽ trở thành người đá cặp lý tưởng với Messi khi cả hai từng chơi rất ăn ý tại Barcelona. Ngoài Messi, Suarez còn sẽ gặp lại hai người đồng đội cũ là Sergio Busquets và Jordi Alba. Bộ tứ này cùng nhau giành 13 danh hiệu tại Barcelona,
trong đó có một chiếc vô địch Champions League và 4 chiếc vô địch La Liga. Inter Miami kỳ vọng Suarez sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh hàng công của họ trong mùa giải 2024. Rasmus Højlund được bình chọn là tài năng bóng đá Đan Mạch năm 2023. Vào tháng 9 năm ngoái, Højlund lần đầu tiên có tên trong đội tuyển Đan Mạch. Cùng tháng này, chân sút 20 tuổi đã chơi trận ra mắt đội tuyển tại UEFA Nations League. Bước sang năm 2023, Højlund thi đấu thăng hoa ở cấp độ quốc tế. Ở trận đá chính đầu tiên cho đội tuyển vào tháng 3 năm 2023, Højlund đã bùng nổ với một cú hat-trick để giúp đội nhà đánh bại Phần Lan tại vòng loại Euro 2024. Højlund đã ghi 7 bàn sau 8 trận cho đội tuyển Đan Mạch trong năm nay. Tiền đạo của Man United là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Đan Mạch trong năm 2023, cũng như tại vòng loại Euro 2024. Hồ hởi sau khi nhận giải thưởng, Højlund cho biết: "Giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi vô cùng tự hào. Có nhiều cầu thủ tài năng xứng đáng đoạt giải, nhưng tôi nghĩ mình đã thi đấu rất tốt trong năm nay. Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào khi giành danh hiệu này. Giành giải luôn là điều rất tuyệt vời." Chelsea đã chi hơn 1 tỷ euro dưới trong 3 kỳ chuyển nhượng kể từ khi Tampoli tiếp quản câu lạc bộ này vào tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, Chelsea vẫn muốn chi nhiều hơn nữa vào tháng 1 tới, sau khi họ đã khởi đầu mùa giải cực kỳ ảm đạm. Theo Evening Standard, Chelsea đã liên hệ với Sporting Lisbon về thương vụ của trung vệ Ousmane Diomande. Sporting đã từ chối lời đề nghị ban đầu từ Chelsea dành cho Diomande và khẳng định họ sẽ chỉ bán cầu thủ này với số tiền ít nhất 80 triệu euro. Câu lạc bộ cũ của Diomande là Midtjylland sẽ được hưởng 20% số tiền nếu như Sporting bán được hậu vệ này. Ngoài Diomande, Evening Standard còn khẳng định Chelsea muốn mua thêm một ngôi sao nữa của Sporting là tiền đạo Victor Gyökeres. Cầu thủ người Thụy Điển vừa gia nhập Sporting từ Coventry vào mùa hè. Anh đã ghi được 17 bàn thắng và có 8 kiến tạo chỉ sau 20 lần ra sân. Sporting được cho là không muốn bán ngôi sao 25 tuổi và yêu cầu các câu lạc bộ quan tâm phải trả điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 100 triệu euro.